phụ tùng ô tô Vinfast sẽ hiện tượng các bạn lắp bình xăng hay nắp cụm nọc xăng sử dụng cho Kia Morning Picanto Morning 22 đến 2018 hàng xịn chính hãng của nhà cung cấp bởi phụ tùng ô tô Vinfast. Cái này đậy trên cụm nọc xăng các bạn nhé, cụm bơm xăng hàng mới xịn zin Kia, cung cấp bởi phụ tùng ô tô Vinfast.